Thưa quý vị và các đồng chí, Vĩnh Phúc là một trong 5 tỉnh, thành phố trên cả nước được Bộ Công an lựa chọn là nơi tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường là xã duy nhất được lựa chọn tổ chức điểm trên địa bàn tỉnh. Trong chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự Tam Phúc, xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phần cuối chuyên mục là ống kính cảnh sát, cảnh giác tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước hết mời quý vị và các đồng chí theo dõi những thông tin nổi bật của Công an tỉnh trong thời gian qua. Tối ngày 12 tháng 8 năm 2022, Công an tỉnh tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ có thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022 và tọa đàm đồng hành chia sẻ cùng con. Trong năm học 2021-2022, học sinh là con cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Trong tổng số 1.649 cháu đạt thành tích cao trong năm nay, có 99 cháu vừa đạt giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Biểu dương những thành tích học tập, đặc biệt vinh danh các học sinh giỏi là con cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh là một trong những nội dung công tác quan trọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Vĩnh Phúc triển khai hàng năm, vừa kịp thời động viên các cháu học sinh luôn cố gắng, phấn đấu vươn lên trong học tập, vừa là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 11 tháng 8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ phát động phong trào học tập gương chiến đấu dũng cảm của 3 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. Tinh thần quả cảm, quên mình vì sự bình yên của nhân dân của 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Để thắp sáng mãi ngọn lửa viên lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, tinh thần vì nhân dân phục vụ, Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội trong tuổi trẻ Công an Vĩnh Phúc. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Công an tỉnh cùng cán bộ chiến sĩ, các đơn vị, đoàn viên thanh niên đã quyên góp ủng hộ, chia sẻ đau thương, mất mát đối với thân nhân của 3 liệt sĩ. Trước đó, ngày 10 tháng 8, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo tấm gương dũng cảm và quyên góp ủng hộ 3 liệt sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã anh dũng hy sinh, bảo vệ bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Công an huyện Bình Xuyên cho biết vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe mô tô tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Công an huyện Bình Xuyên phát hiện bắt quả tang Hoàng Quốc Việt sinh năm 2002 ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đang có hành vi trộm cắp xe mô tô Honda biển kiểm soát 88L1-66762 của anh Trương Văn Phúc sinh năm 1987 ở xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường để tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Tại cơ quan công an, Hoàng Quốc Việt đã khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên, đối tượng đã cùng với Hoàng Văn Kính sinh năm 1986 và Nguyễn Văn Viên sinh năm 1997 đều ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thực hiện 5 vụ trộm cắp xe mô tô khác trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có bước phát triển mạnh, được đông đảo nhân dân ủng hộ, tham gia. Những hiệu quả tích cực từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tạo động lực để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, điều dễ nhận thấy đó là không chỉ cuộc sống người dân nơi đây ngày càng phát triển đa ngành đa nghề từ nông nghiệp, chăn nuôi đến kinh doanh dịch vụ, mà an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đảm bảo ổn định. Tháng 5 năm 2021, xã Tam Phúc là địa phương được chọn xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau hơn một năm triển khai xây dựng, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tình hình tội phạm được kiềm chế và kéo giảm so với thời gian trước khi triển khai xây dựng xã điển hình. Qua đó, không để xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không có tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng
tạo nên một luồng gió mới về công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Tuyên truyền cho sâu rộng ra đến gia đình và mọi người dân trên địa bàn để có cái biện pháp phòng ngừa. Và hai nữa là nó cũng là cái tiền đề để cho chúng tôi xây dựng một cái tiêu chí cứng. Sau này chúng tôi cũng thực hiện là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, trong năm 2021, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của tổ liên gia và các tổ chức đoàn thể, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, triển khai vùng xanh về phòng chống COVID-19 trên địa bàn xã. Qua đó, lan tỏa sâu rộng phong trào huy động sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với thôn xã, chúng tôi đã có tổ chức thành cái tổ liên gia tự quản và các nhóm, tức là các gia đình nhóm lại với nhau. Khi có một cái vụ việc gì xảy ra thì sẽ báo nhóm và báo tổ liên gia. Thế đồng thời là trên cái hệ thống vào thực hiện một cái nhóm Zalo giữa công an với tất cả các người dân. Đối với trong xóm là chúng tôi có 90% đã tham gia nhập vào nhóm, còn chỉ có một số phần trăm là không biết sử dụng điện thoại thông minh thì không tham gia được. Từ đó mọi cái thông tin của về tất cả trên các lĩnh vực, đặc biệt là với vấn đề gìn giữ an ninh là rất là chú trọng cái việc này. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, luôn gần dân, sát dân, thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Cụ thể, công an xã đã vận động nguồn xã hội hóa, lắp đặt 37 mắt camera an ninh tại các vị trí trọng yếu trên địa bàn xã, đặt 6 hòm thư tố giác tội phạm, 6 bản tin an ninh trật tự tại nhà văn hóa ở tất cả thôn dân cư. Nhiều mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực, có hiệu quả như mô hình xã không có tệ nạn ma túy, không cờ bạc, không tín dụng đen, mô hình 4 an toàn về an ninh trật tự, 5 tự quản, mô hình sáng xanh sạch đẹp trên 10 tuyến đường. Các mô hình ngày càng đi vào nề nếp, nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tệ nạn, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Cái điểm nổi bật nhất của cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã thì cũng đã đấy là vận động cái nguồn xã hội hóa, lắp đặt được cái hệ thống camera cũng là phục vụ cái công tác mà bảo đảm an ninh trật tự rất là lớn. Và cái nổi bật hơn nữa đó là cái việc mà nhận thức của nhân dân là đã nâng cao một bước rõ rệt và cũng quan tâm, cũng có ủng hộ lực lượng công an trong cái thực hiện nhiệm vụ mà bảo đảm an ninh trật tự. Trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiệu quả tích cực lớn nhất có được từ phong trào đó là người dân đã thực sự trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của xã hội và những bước tiến ngoạn mục của công nghệ thông tin, việc tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng diễn ra ngày càng phổ biến với thủ đoạn hết sức tinh vi. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có không ít trường hợp lại mắc bẫy của loại tội phạm này. Ông Đỗ Xuân Đính ở xã Thanh Vân, huyện Tam Dương vừa bị các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan công an, gọi điện cho ông Đính nói rằng ông có một biên lai xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông. Từ đó, các đối tượng dần khai thác thông tin và dẫn dụ ông vào một màn kịch do chúng đạo diễn, nói ông liên quan đến một đường dây tội phạm nên phải chuyển toàn bộ tiền ông có trong ngân hàng vào một tài khoản do các đối tượng hướng dẫn để chúng xác minh xem số tiền đó có phải là tiền do ông phạm tội mà có hay không. Hôm đó là tôi đang làm việc ở nhà và chăn lợn,
chăn heo ở nhà và có một cuộc điện thoại gọi đến và báo cho tôi biết là tôi có một biên lai vi phạm giao thông ở Đà Nẵng. Và sau đó là tôi nói chuyện và mọi người đã hỏi và cho tôi kết nối với tôi với công an Đà Nẵng, và tôi hỏi công an Đà Nẵng cũng có biên lai y như vậy và yêu cầu tôi vào Đà Nẵng để giải quyết sự việc ạ. Mọi vấn đề mà bọn chúng yêu cầu để tôi chứng minh tôi trong sạch, để tôi là người đàng hoàng thì tôi càng trả lời thì tôi lại càng vướng vào, lại càng bị chúng nó lừa. Ông Đĩnh là một trong số rất nhiều người bị hại của tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong thời gian vừa qua. Mới đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa bắt giữ Lê Văn Dinh, sinh năm 1996, và Lê Quý Cường, sinh năm 2003, cùng ở xã Hoàng Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hai đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 70 người với số tiền trên 600 triệu đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là thiết kế giao diện giả mạo ngân hàng Sacombank với thông tin về việc cho vay vốn online rồi chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Sau đó, các đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng Sacombank, sử dụng tài khoản Zalo ảo và điện thoại có chức năng giả giọng nam, nữ để liên lạc tư vấn cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý vay vốn, các đối tượng lập hợp đồng rồi viện ra các lý do để yêu cầu khách hàng nộp tiền như nộp phí hồ sơ, nộp thuế giá trị gia tăng, bảo hiểm, nộp trước tiền lãi từ 2 đến 4 tháng để chứng minh khả năng tài chính. Sau khi lừa được khách hàng nộp tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, thì đối tượng không giải ngân mà chiếm đoạt khoản tiền này. Thủ đoạn mà đối tượng lừa đảo bằng hình thức kiếm tiền online là khi người mới tham gia vào cái công việc này, thì khi người chơi tham gia với mức đầu vốn đầu tư thấp từ 500.000 cho đến dưới 1 triệu thì các đối tượng sẽ cho rút về tài khoản một cách nhanh chóng. Mà khi người chơi mà tham gia với cái số tiền lớn khoảng từ 2-30 triệu trở lên thì sau đó thì các đối tượng bắt đầu không cho rút tiền và tìm các cái lý do để yêu cầu người dân muốn rút được tiền thì phải nộp thêm các khoản phí, ví dụ như là lợi nhuận, thu nhập, thuế thu nhập hoặc là khắc phục sự cố v.v. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vay vốn online hay giả mạo cán bộ các cơ quan tư pháp để dọa nạt, yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp như các trường hợp nêu trên chỉ là một trong rất nhiều thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao. Thời gian qua, cơ quan điều tra công an tỉnh cũng đã nhận được nhiều đơn của bị hại liên quan đến loại tội phạm này. Không thể phủ nhận, kịch bản lừa đảo của các đối tượng rất tinh vi. Song nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc người dân bị lừa vẫn là do sự thiếu hiểu biết về pháp luật. Bên cạnh đó, một số trường hợp người dân vì tâm lý hám lợi nên đã mắc bẫy của các đối tượng. Để phòng tránh tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác và ghi nhớ các điều sau. Tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai thông qua điện thoại, Internet mà chưa biết rõ về họ. Cơ quan nhà nước không làm việc với công dân qua điện thoại. Nếu có việc cần thiết, sẽ mời công dân đến trụ sở. Tuyệt đối không cung cấp OTP, tài khoản e-banking cho bất kỳ ai. Khi người quen, người thân hỏi mượn tiền, nhờ chuyển tiền, hãy gọi điện thoại để xác nhận lại thông tin. Hãy cảnh giác, đa số các cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng xã hội đều là quả lừa, bánh vẽ. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục này kỳ sau.